我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mèo đây. Và hôm nay, chủ đề về cái clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đánh khi mà gặp cái nick Golem Poison. Gặp cái nick đấy như thế nào, rất là cục xúc, rất là cục xúc. Ok, và chúng ta sẽ đi vào trận đầu tiên. Thì trận đầu tiên này, đây mình vừa đánh đây 3 tiếng trước. Thì mình gặp một thanh niên là 6K4 mùa trước. Thì cũng phải nói là cứ đã lên được 6K4 thì chắc chắn là rất là kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên thì tại sao mình có thể thắng được trong những cái bài này? Ok, chúng ta bắt đầu nào. 6K4 không phải dạng vừa đâu ạ. Ok, khởi đầu với lại mình có hop. Với những kiểu, các bạn biết là việc mà Poison với lại Fireball, giữa Poison và Fireball thì so đam ấy thì là Poison có lợi thế hơn. Tuy nhiên có một điểm yếu của Poison chính là việc mà nó cần phải thời gian. Nó cần thời gian để sát thương. Còn đối với Fireball thì là một phát là chết luôn. Vì vậy là trong việc mà khi mà gặp Poison ấy, với đấy của mình ấy, mình không cần phải nhanh làm gì, mình cứ từ từ mà thủ thôi. Mặc dù là con nguyên sát của mình chắc chắn là sẽ chết được Poison, tuy nhiên trong thời gian chết đấy thì nó vẫn cứ thủ được đàn Golem đấy. Trong cái vơn vừa rồi thì họ thì là quá đánh giá thấp với đấy của mình, vì vậy họ Poison luôn. Vì phần đấy rất là lỗi, và khi đấy họ sẽ dùng nguyên sát, và khi đấy mình dùng mình chấp thời cơ, mình dùng barrel để mình giết cái bình. Đợi khi mà họ đặt thả Golem rồi thì mình công về phía ngược lại của Golem. Khi đấy thì mình sẽ phân tán được là lực lượng của đối phương. Ở trong cái tên này thì các bạn có thấy là mình bị thả lỗi, nhưng mà đáng lẽ ra con Vanty của mình phải đi trước. Con Vanty của mình phải đi trước trong tên này. Đấy, hơi lỗi một chút. Tuy nhiên thì mình vẫn ăn được trụ đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, khi mà gặp những cái deck mà họ cứ từ từ một phút này thì mình, một là các bạn phải đoán là họ sẽ có Poison, hai là họ sẽ có Rocket. Bây giờ họ dùng ít Lightning á, nhưng mà vẫn có. Cứ tự họ bút từ từ thì chắc chắn là sẽ có Lightning, sẽ có Rocket hoặc là Poison. Mà khi, ví dụ như là, để các bạn nhận biết được là khi mà họ nào họ sẽ có Rocket, thì thường Rocket nó sẽ đi cùng với lại, một là nó sẽ có một mình Rocket là Spell thôi, hoặc là Around, đi cùng với Around. Còn hai là khi nào mà họ mang Poison là khi mà họ có giáp hoặc là push từ từ ấy, thì các bạn nhận biết luôn là họ sẽ có Poison hay có gì. Còn nếu họ mang Fireball, Golem thì ít Fireball, tuy nhiên nếu họ mang Fireball thì chắc chắn họ sẽ quăng luôn, họ không bao giờ họ dây giữ. Và trong tên vừa rồi thì các bạn có thấy là mình từ từ mình xử lý, mình kéo con Golem về phía trụ chính, trụ King Tower. Và bây giờ mình thủ, vì biết là họ có Poison thì vậy là mình thủ ngay cầu. Và trên tay là sẵn phải Rocket, sẵn phải Tornado. Bởi vì sao? Bởi vì để giết được những con quân thủ của họ. Còn nếu mà các bạn mà không giết được tất cả những con quân support của sau Golem á, thì các bạn chắc chắn là sẽ thua. Cái tip này sử dụng cho Executioner cũng được, cho Bowler cũng được, cho Wizard là càng tốt. Tuy nhiên đối với Wizard thì thực tế hơn, tại vì con này là ít, rất là ít máu. Còn đối với Executioner hay là Rồng hay là con Bowler thì nó lại mạnh hơn, khỏe hơn. Đấy, có một điều nữa là cái barrel của mình nó chưa mắc á, vì vậy là mình xử lý cũng hơi rụt rè chút. Còn nếu mà nó mắc rồi thì mình không việc gì đâu, mình là phải ngại khi mà mình xử lý cái bình. Ok, đó là trận đầu tiên. Tiếp theo một trận cực kỳ là khó chịu khi mà có cả Flying Machine. Cái này nó cực kỳ là khó chịu. Tại vì sao cái Flying Machine nó mặc dù là máu yếu đấy, tuy nhiên thì các bạn nếu mà không xử lý được nó thì các bạn sẽ bị nó dễ chết rồi, vì nó tốc độ bắn nó rất là nhanh, tầm xa của nó cũng rất là nhanh nữa, rất là xa nữa. Ở đây ban đầu mình đã có barrel thì mình cứ thử quăng barrel trước rồi. Mình đánh ở trong luôn thế, là luôn thế chủ động, mình không bao giờ đánh trong thế bị động, vì đánh càng thế bị động là mình càng thủ càng thua. Cách người ta đã nói rồi, cách mà chúng ta muốn thắng là cách chúng ta hãy tấn công, chứ nếu mà chúng ta mà luôn phòng thủ thì chúng ta sẽ lên đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị sơ hở và chết rồi. Đấy, các bạn nói là họ mang cái deck khá là dị khi mà có nhà quân spam rồi quân này.
tiếp theo lại có cả golem. Phải nói trong tương này là mình đánh đặc tướng con vega bởi dùng skeleton đánh đặc phiên sau quay lại, và khi đấy mà con wizard sẽ bắn được đưa cả hai mục tiêu, ba mục tiêu đấy. Khi mà trên tay có con lô thì chắc chắn là bạn phải active king tower, chắc chắn là phải active king tower để khi mà nhận được tấn công lần sau thì các bạn thủ sẽ đơn giản hơn. Bây giờ mình đã hình dung được deck của họ là họ chưa ra flying machine thì những cái thẻ bài đấy có thể làm bài bất ngờ trong cái turn xử lý sang các sau đấy. Trong turn này thì họ thả lỗi cái nhà Goblin Hood thì mình sẽ công luôn bên kia. Sau đấy đối với lại con Ghost này thì chắc chắn là mình sử dụng Monkey hoặc là sử dụng Skeleton đánh lạc hướng, vì trong bài mình là chỉ có vậy thôi, không ai đi dùng Goblin này, dùng Skeleton đối đầu trực tiếp với lại con Ghost nhé. Nếu mà thả trực tiếp nó là một phát chết luôn. Bây giờ tiếp tục là họ đã có lợi thế về Ellie rồi. Thì mình không sợ lắm thì mình là cách được King Tower rồi, thì con Nightwish mình xử lý quá đơn giản. Tuy nhiên là với con Flying Machine vẫn chịu sát thương của nó, nhưng các bạn phải cần cánh từ đó, không cần phải chạy nhanh quá nhiều, không cần phải chạy quá nhanh. Bây giờ họ tiếp tục spam người quân, còn với mình thì mình đã ăn được gần như là cái trụ bên kia rồi. Họ tiếp tục đặt cái golem. Ở trong tên này mình phải ra quanh, mình phải dùng tornado luôn, và mình dùng văn kỳ làm tanh. Các bạn lưu ý nhé, ở trong cái bài này á, trong deck của mình chỉ có mỗi con wizard thôi, hay là ở deck của bạn chỉ có mỗi fusioner thôi, hay là như nào đấy, thì các bạn cần phải kết hợp tornado một cách hiệu quả nhất để xử lý những quân thủ trên không, thủ trên không của đối phương đấy. Bây giờ là tức kỹ là đơn giản thôi. Nếu mà trong cái bài này họ dùng fireball là mình rất phần thua đến 70% rồi. Ok, tiếp tục một trận nữa mà vẫn là golem. Trận này mình golem lightning, và đây là một deck cực ngày xưa và hiện tại bây giờ cũng dùng rất nhiều, nhưng mà chúng tỷ lệ thì vẫn ít thôi, thấp thấp hơn golem. Deck này rất là cục, xem mình xử lý như nào. Thông thường khi mà họ go round thì mình nghĩ ngay những cái deck mà rất là chậm đã golem là có cả around thì rất chậm, chắc chắn là có một spell mạnh. Vì vậy là mình cứ đánh kiểu là fasting, tức là đánh liên tục để cho đối phương cứ phải tránh chạy theo cái đánh của mình, và như thế là đối phương sẽ không dồn quân được. Đấy, các bạn thấy là họ không dám, khi mà dùng giáp thì họ sẽ dùng giáp ngay con skeleton của mình, nhưng ở trong cái thời điểm này mà khi mà họ mang round ấy thì họ lại không dám quăng để cho support cho con mini Becca. Đấy, và trong cái thời điểm này họ phải dùng thì con hot của mình vẫn đập được 2 hit cho cái bình. Tiếp tục là mình lại quăng một phần fencing nữa, và mình kéo con Lumberjack vào active King Tower. Và trong turn này mình chấp nhận là mình mất trụ, bởi vì sao? Bởi vì cái tornado mình vừa dùng mất rồi, và khi như thế là mình sẽ rất là khó thủ những quân hầu ấy, quân ở trên không của họ, tại vì là mình không có tornado, mình chỉ có mỗi con quy giác không thôi. Và ở trong tuần này mình không thể đánh lạc hướng được, bởi vì là con quy giác không thể cân được, vì khi mà thả rồi nó sẽ bị thu hút bởi con golem, và thứ hai là có rất dễ bị chết bởi con mini Becca. Vì vậy là mình chấp nhận là mất trụ. Sau đấy là mình vẫn còn giữ nguyên được gần như 70% quân, và mình sẽ công lại ngược hướng rồi. Vì khi mà họ golem mà nó thất tay những tên như thế này thì những tên lần sau họ sẽ bị thụt Ellie rất nhiều. Mình vẫn giữ được quân và mình bây giờ mình công hai bên, vì họ chỉ thủ được một bên thôi, vì họ dùng Ellie ở trong tên đầu kia đã rất nhiều rồi, thì mình công ở bên này thôi, công vừa công bên phải vừa công bên trái. Và khi mà họ công hai bên như vậy, họ sẽ bị phân tán lực lượng và họ sẽ phải ra quân một cách chạy theo cái hướng đánh của mình. Vì vậy là ở trong tiếp theo thì họ lại không có đủ Ellie để support cho con golem ở trong đợt lần 2. Đấy, khi mà họ thả golem vào trong tuần này thì mình sử dụng combo là văn khi với lại đấy và hop đi lên, sau đó là dùng tornado kéo xử lý mini Becca và con lumberjack
một cái combo cực kỳ là cục xúc. Mình đặt ngay Vanky, đặt ngay Vanky làm banh nhá, đặt ngay Vanky làm banh. Bảo kê cho con, bảo kê cho con Wizard. Và sau đấy là tiếp tục mình phải xoay nhanh ra một con Wizard, xoay ra một con Wizard để mình thủ. Cái điểm yếu của trong cái deck của mình đấy chính là họ không nhận ra được cái điểm yếu của mình, đó là con Wizard. Vì vậy là ở trong những turn trước họ lại không sử dụng Lightning để cho con Wizard của mình. Vì vậy mà đợi đấy là họ tại sao là họ thua trong cái bài này, mặc dù là deck của họ cực mạnh hơn mình rất là nhiều. Ok. Và đấy là ba trận mà đánh với Golem. Golem Poison, Golem Lightning. Ok, và đây mình sẽ bonus cho các bạn một trận cực kỳ trâu bò khi mà đôi ngựa. Ngựa Poison. Đối với những deck ngựa mà có 2-3 spell ấy, thì mình rất là khó đánh. Đã 3 spell rất là khó đánh. Tuy nhiên với những deck ngựa mà chỉ có Poison có hơi thôi, hoặc là 2 spell thôi, thì mình đơn giản hơn, mình đánh hơn, đơn giản hơn rất nhiều. Mình cứ giữ Wizard và mình không bao giờ mình để cao Wizard. Không bao giờ để cao Wizard. Để thủ ngay cơ, thủ rồi. Các bạn thấy là Wizard mình luôn được bảo kê bởi Vanky và những con Skeleton hay Goblin. Không bao giờ là các bạn có thả Wizard một cách nấy nhỉ. Ở trong cái bài này thì mình đánh hơi lỗi, đánh hơi lỗi một chút. Nhưng mà mình vẫn kịp sửa sai để có thể thắng được trong trận này. Để cho các bạn cần xem mình xử lý như nào. Họ đặt ngay một cái P.K. cực kỳ là cục xúc. Mình cứ đặt từ Vanky rồi. Mình nghĩ là chắc chắn là họ sẽ có những cái kiểu như là Poison hay là ít khi dùng Fireball. Ít khi dùng Fireball để cho cái deck P.K. 2 nữa. Đấy, các bạn thấy cái turn này mình xử lý lỗi. Đáng lẽ ra là mình Tornado có thể chậm hơn một chút nữa, khi mà mình vẫn xử lý được cả con rồng và cả con ngựa. Bây giờ thì mình gọi là rất khó, xử lý rất khó. Họ rất là thông minh khi mà họ không xử lý ra ở trong tuần đấy. Đấy là một tip mà các bạn, ví dụ như các bạn có thể quăng ba ở phía bên này, nhưng mà xá hót ở phía bên này, thì khi mà họ có thể là họ ra chỉ trúng được một mục tiêu thôi, hoặc có thể là họ không trúng mục tiêu nào. Đó sẽ là cái tip mà là cái mẹo mà mình hay đánh, hay sử dụng để mình quăng ba leo. Đấy, các bạn thấy là tuần này khi mà mình đã ăn được trụ thứ hai rồi, mình ăn được trụ đầu tiên rồi, thì mình thủ cũng rất là vất vả rồi. Tuy nhiên thì không phải là không ăn được, không phải là không ăn được. Một mình có PK bên kia để xử lý cực kỳ là đơn giản. Họ đặt ngay cái PK thứ hai, đó là một điều mà mình nói là rất là sợ, đáng sợ khi mà họ đặt con PK thứ hai. Vì là mốt mình có PK thì mình xử lý gì đó đơn giản thôi. Nếu mà trong thời đấy mà họ thả một con ngựa đen hay ngựa trắng thì rất là khó đối với mình. Đấy, ở trong tuần này mình kéo luôn, kéo lên một phía. Mình dùng Goblin và dùng hop thử. Đấy, các bạn thấy là xử lý cực kỳ đơn giản không? Và nó là các bạn phải đánh deck một deck mà thành thạo. Thành thạo thì các bạn sẽ có nhiều kỹ năng để xử lý những deck khác nhau. Mặc dù là các bạn biết là có những deck counter, có những deck mạnh hơn, nhưng mà đối với những deck mà bạn đã đánh quen rồi thì các bạn có những pha xử lý gọi xuất thần thì các bạn sai. Và hiện tại thì mình đang vừa thủ top 4 và đang đứng ở ok top 5-6 năm, mà con số cũng khá đẹp đối với những người mà chơi free như mình. Ok, và nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Cảm ơn. See you. Nhớ subscribe kênh nó miễn phí. Nhớ subscribe kênh nó miễn phí.